Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì đang là 17 giờ 30 phút của ngày 23 tháng 12 năm 2021. Và tôi muốn chia sẻ với các bác đôi điều thế này. Nhiều bác có hỏi tôi rằng là liệu một công ty vô danh như Việt Á, có phải là công ty duy nhất hay không? Thì xin báo cáo với các bác rằng là cái này khó trả lời. Nhưng mà tôi xin kể lại một câu chuyện mà tôi cũng kể nhiều lần với các bác rồi. Khi mà anh bạn tôi ấy, làm country manager cho ngành dược của một hãng sữa rất lớn của toàn cầu. Country manager tại Việt Nam này, nghĩa là đó nhãn sữa này là các bác biết ngay, nhưng mà nhãn sữa này còn có thêm cái mảng dược nữa. Thế thì khi tôi làm vụ viên Pharma thì anh có nói với tôi rằng là tốt nhất là mày đừng có dây vào. Bởi vì là cái đội đấy rất nguy hiểm. Và bởi vì anh yêu quý mình, anh ấy lo lắng cho mình, cho nên anh ấy nói như vậy. Bởi vì cái ngành dược là cái ngành anh va chạm quá nhiều rồi, cỡ gần 30 năm rồi. Gần 30 năm va chạm, cho nên anh hiểu quá rõ là những ai đang thao túng ở trong ngành dược này. Và cái việc mà nhiều người va chạm vào đó, thậm chí còn có thể bị đi tù, thậm chí rằng là có thể bị nhiều thứ khác nữa. Có một điều đặc biệt rằng là Bộ Y tế của chúng ta ấy, luôn ưu ái hoặc là bỏ qua những cái vấn đề bức xúc trong dư luận. Mặc dù có những cái nó kéo dài đến quá nhiều năm rồi. Nói đến đây ấy, thì Bộ Viện Phạc Ma thì các bác có thể thấy rằng là ông Trần Hùng, ông đã theo phải đến vài năm, cho đến khi mà ông bị bắt vào trong kia rồi thì cái vụ này mới được đưa ra ánh sáng. Và các bác có thể thấy rằng là đi nguyên cả hai thứ trưởng cộng với cả là bộ trưởng cũng bị cảnh cáo. Nhưng mà có một công ty ấy mà ông đang làm, ông đang rất nghi ngờ, cũng đang làm mà vẫn chưa bị cái gì cả. Thì đó là công ty mà các bác cũng có thể thấy trên kênh của tôi nói rất nhiều. Đó là công ty Sao Thái Dương. Xin chia sẻ với các bác một chút về công ty Sao Thái Dương như thế này, thông qua một bài viết của một người, cũng là một người bạn của ông Trần Hùng. Trên màn hình là bài viết của nhà báo Đỗ Tuấn Minh cùng với cả nhà báo Mai Thắng, hai người có tác nhau vào đấy. Đỗ Tuấn Minh và Mai Thắng thì hai người này thì làm tại An ninh TV, tại truyền hình An ninh TV của Bộ Công an. Và nhà báo Đỗ Tuấn Minh có nói thế này: vào ngày này năm ngoái thì như thế nào? Đó. Đầu tiên nhà báo Nguyễn Tuấn Minh đã đưa ra một loạt các dẫn chứng, bao gồm có những ảnh công bố 12 loại thuốc cổ truyền để hỗ trợ điều trị Covid-19. Theo công văn 5944 của Bộ Y tế, được Bộ Y tế vào ngày 24 tháng 7 năm 2021 này, các bác nhìn thấy. Rồi các bác thể thấy rằng là Việt Nam tổng hợp thành công thuốc điều trị Covid-19. Rồi các bác có thể thấy rằng là trích dẫn của báo Tuổi Trẻ thế này: kit test Covid-19 của Sao Thái Dương được tin chọn sử dụng rộng rãi tại nhiều CDC, bệnh viện và cơ sở y tế trên cả nước. Hiện nay, bộ kit test này đã được lưu hành tại CDC Đà Nẵng, Quảng Nam, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế, Bệnh viện Nhi Trung ương, vân vân, và đóng góp to lớn vào cuộc đua săn tìm kịp thời và phát hiện chính xác những ca nghi nhiễm đầu tiên. Đó. Các bác có thể nhìn thấy như thế. Và chúng ta quay trở lại nhà báo Đỗ Tuấn Minh thì nhà báo có nói thế này: ngày này năm ngoái, kit test Covid-19 của Sao Thái Dương được tin chọn sử dụng rộng rãi tại nhiều CDC, bệnh viện vân. Trích báo Tuổi Trẻ, link ở dưới com mà tôi vừa đọc được các bác đấy. Chính là bài mà vào ngày 23 tháng 12 năm 2020. Và nhà báo nói thế này: các anh chị ạ, về độ bốc đồng trong quảng cáo thì doanh nghiệp ở Việt Nam là số 2 thì không ai là số 1. Công trình nghiên cứu A, nghiên cứu B cộng với mấy tấm ảnh chụp phòng lab là thành nhà sản xuất với thành tựu tầm quốc tế. Bravo! Hẳn các anh chị còn nhớ vụ Bộ Y tế cử lãnh đạo tới dự và support cho cái sự ra đời của cái gọi là thuốc trị Covid đầu tiên ở Việt Nam do một công ty được vinh ra và do công ty dược Vinh Gia và Viện Hàn Lâm Khoa Công nghệ Việt Nam là Vipdevir Sau khi bị bóc phốt thì siêu phẩm này chắc cũng ọp luôn rồi. Còn chuyện thầu và chỉ định thầu nữa, ngành dược và các bác có thể thấy rằng là các cậu y tế của Việt Nam là trông thế thôi, nhưng cũng rất nhiều doanh nghiệp lớn có tâm nhưng rất ít có thể chen chân được vào lĩnh vực đấu thầu, chỉ định thầu của các bác này bác kia. Chuyện có những doanh nghiệp như Việt Á làm được thầu nhiều như vậy thì cũng chỉ có ở ta. Và tóm lại công thức chung là có một công trình nghiên cứu hoành tráng cộng với hoàn thiện giấy tờ, cộng với thổi bùng thông tin trên truyền thông, cộng với được gửi gắm khi đấu thầu thì bằng thành công. Còn cái lúc chia tiền thì tất nhiên là không ai kể. Quay trở lại câu chuyện của Sao Thái Dương, bây giờ tôi bắt đầu thấy ngờ ngợ rồi anh chị ạ. Nhất là chỗ đấu thầu. Wow. Qua đó thì các bác có thể thấy rằng là có rất nhiều vấn đề trong ngành y tế. Và kỳ lạ thật, một vài công ty được support một cách hết mực. Một vài công ty thì thậm chí có những công ty lớn thì lại rất khó chen chân vào trong cái việc mà đấu thầu. Thậm chí nhiều công ty, các bác có thể thấy rằng là như công ty Việt Á, một cái xưởng, một cái phòng lab. Thậm chí nhá, có hẳn một vị trung tướng nói thế này. Đó chính là cái việc mà tại sao lựa chọn Việt Á, bởi vì Việt Á của bên cô đi đấy. Đó này. Việt Á là bởi vì Việt Á có một dây chuyền sản xuất hiện đại, công nghệ theo tiêu chuẩn ISO vân vân. Nhiều bác hỏi với tôi rằng là học viện quân y có bị dính hay không, thì các bác quay trở lại cái bài PR đợt đầu á, thì người ta cũng đã hỏi bên học viện quân y rằng là tại sao lại phải làm cùng với Việt Á, thì anh đó đã trả lời như vậy: bởi vì Việt Á có một cái dây chuyền sản xuất ABC vân vân đạt tiêu chuẩn ISO và có thể là đưa ra thị trường, bởi vì nghiên cứu chỉ là bước đầu, còn việc đưa ra thị trường thì nó là bước 2. Thế cho nên chọn Việt Á là như vậy. Và các bác bây giờ có thể thấy rằng là dây chuyền sản xuất đạt chuẩn vân vân ISO dưới các kiểu đã bị tổ chức y tế thế giới là WHO người ta đã vạch trần rằng là cái hồ sơ lên chẳng có một cái gì liên quan đến cái đó cả, và người ta loại ngay từ vòng gửi xe. Đó, loại ngay từ vòng gửi xe, bởi vì khi anh nói này phải có chứ. Vậy thì tôi không hiểu rằng là cục quân y, Học viện quân y là kết hợp với cả Việt Á lấy căn cứ gì để mà nói rằng là bên này có một cái xưởng sản xuất như vậy, đó, có một nhà máy như vậy. Các bạn thấy kỳ lạ không? Đó là điều mà chúng ta có thể thấy rất rõ. Trong khi đó WHO người ta chỉ cần là anh hãy trưng cho tôi cái bằng chứng thì tôi mới bắt đầu là có thể là phê duyệt được, thì đến bằng chứng cũng không trưng được. Trong khi đó ngay tại Việt Nam của chúng ta các anh chị rất có thể dễ dàng đến tận nơi kiểm tra. Đầu tiên là giấy tờ đã, sau đó là đến tận nơi kiểm tra, sau đó rằng là ABC xem xét đầy đủ. Nó việc dễ không thôi mà, đâu có gì khó đâu. Việc quốc gia đại sự làm một cái việc đơn giản như thế không có gì khó, vậy mà không ai làm, và chỉ tin và chỉ nói phát biểu rất là hoành tráng. Bây giờ thì nhà báo Đỗ Tuấn Minh, anh ấy đã nói thẳng rồi đấy. Đó, là một công trình sau đó được cấp phép hoàn thiện với giấy tờ, các bác thấy đúng, và sau đó rằng ABC Z. Và đặc biệt là công ty trúng thầu rất là nhiều là công ty Sao Thái Dương nữa, cũng giống như Việt Á vậy, tương tự như vậy. Và thậm chí có những gói thầu người ta chia ra thành 3 công ty một gói thầu, và người ta chỉ định chia ra 3 công ty, mỗi công ty một tí, cứ như kiểu là miếng bánh này thì chia ra làm 3 rồi, ai bác ăn miếng này, anh ăn miếng này, thôi cô ăn miếng này. Đó, kỳ lạ lắm các bác ạ. Khi tôi đọc những cái hồ sơ để mà trúng thầu ấy, tôi kỳ lạ lắm. Thế cho nên ấy, câu chuyện của Việt Á không chắc là không chỉ dừng ở Việt Á, và người ta muốn xem xét lại toàn bộ những cái việc và những công ty như vậy có cái gì. Và đặc biệt các bác có thể thấy rằng là ví dụ như ông Trần Hùng trong cái vụ Sao Thái Dương ấy, thì trước khi mà làm ấy, trước thì ông cũng đã rất là gay gắt về cái vụ Sao Thái Dương, bởi vì ông ấy quá hiểu rằng là Sao Thái Dương nó là như thế nào. và quá hiểu rằng có những khuất tất ở trong ngành y tế là như thế nào. Nó chia sẻ với các bác một cái thông tin nhỏ nhỏ như thế này thôi. Thậm chí là Bộ trưởng Bộ Y tế ngày trước là bà Thọ Tiến, cái thời kỳ mà bà chưa lên làm Bộ trưởng ấy, còn là một trong những cái bạn thân của gia đình nhà ông Trần Hùng cơ. Nhưng chắc là thân cho nên là quân Pháp thì bất vị thân, đặc biệt là quân Pháp thì bất vị thân, đúng không? Cho nên anh ấy vẫn làm một cách thoải mái, và đặc biệt rằng là bởi vì thân cho nên anh ấy hiểu quá rõ, chắc là anh hiểu quá rõ ngành y tế là như thế nào. Và nếu để trục lợi ấy, thì công ty nhà ông Trần Hùng chắc là cũng sẽ có thêm một công ty về làm về mảng dược hoặc mảng y. Nhưng mà các bác có thể thấy rằng là mặc dù có một tập đoàn, một công ty rất là lớn, rất nhiều công ty của nhà vợ anh Trần Hùng, nhưng mà các bác có thể thấy rằng là không công ty nào làm về dược cả, mặc dù là ông này rất thân. Đó, kỳ lạ. Tôi chỉ cảm thấy rằng là có quá nhiều câu chuyện khuất tất ở trong này, và tôi cũng hy vọng rằng là các người khác các anh chị khác ấy, khi mà động vào mạng y tế này thì các anh chị hãy chân cứng đá mềm. Bởi vì nếu như mà không nhân cơ hội này mà chúng ta làm tổng thể một lượt thì rất khó có thể thiết lập một cái trật tự mới tử tế hơn, nhân văn hơn cho đợt tới. Và các bác thì ngày trước rất nhiều người muốn động vào nhưng không thể động nổi, nha các bác, rất đau đớn đấy. Và tôi nghĩ rằng là nhiều người cũng phải trả giá, bởi vì ai bảo dám động vào ngành y tế. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.